Đến nay, Công an thành phố Cần Thơ đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử và được Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội in hoàn chỉnh, trả 1.064.010 thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân. Để khắc phục các trường hợp sai sót, Bộ Công an đã kết nối với hệ thống cấp quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để việc thu nhận thông tin công dân cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử được thống nhất với thông tin công dân trong quản lý căn cước công dân gắn chip điện tử với hệ thống về dân cư nhằm tránh trường hợp công dân phải thu nhận lại hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Và bên cạnh đó, Công an thành phố tiếp tục kiến nghị Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội rút ngắn thời gian trả kết quả cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân.